Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình, và mình là Thận Con Vlog đây. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ anh em nhé. Ơi thì hôm nay thì góp mặt của trưởng Trẻ Châu và gì nhỉ? Là ông Ba Bồ. Ông Ba Bồ. Ông Ba Bồ anh em nhá. Ông Ba Bồ. Hôm nay ấy, một cái series rất là đặc biệt, bởi vì hôm nay là có ba con diều đại trà luôn anh em ạ. Đấy, ở cổ vũ bên ngoài đây có tất cả các bạn đây. Đấy. Ui, đằng kia có con diều thì chắc không nhìn thấy đâu. Bé lắm. Ok anh em nhá. Thì hôm nay ấy, là một series làm về diều đại trà. Thì con diều đại trà này của mình thì nói chung là chắc chắn nhất là mình có đeo thêm một quả sáo anh em nhá. Và đây là con diều của trưởng Trẻ Châu này. Rất là cũng khá là đẹp đấy, nhưng mà vẫn không đẹp bằng con của mình. Con của mình trông nó vẫn chắc chắn hơn. Và đặc biệt là anh em ạ, hôm nay ấy, ông Ba Bồ có một quả diều đại trà. Úi ôi, lắp ghép đàng hoàng luôn bằng nan dừa anh em ạ. Mà nó lắp ghép vào ống mút. Mà trông này, ui ui, gãy bó rồi đâu đó. Đây nhìn này. Các em thấy được không em? Thế con này em tự làm em? Đương nhiên. Có lên không? Em nghĩ chắc có lên, nhưng mà giờ nó gãy em không nghĩ nó có lên được không ấy. Đấy rồi, ông Ba Bồ rất là đẹp trai. Bây giờ sẽ buông lên thử xem là diều của ai lên nhất anh em nhá. Em lên nhất rồi. Ủa, con này dễ lên thế. Con của mình là chịu sức nặng, mình là gọi là làm anh mang thèm vác nặng đấy. Mình mang thêm một quả sáo D5 nữa anh em nhá. Rất là khét lẹt luôn. Nên giờ nó dễ lên em. Buông nhá. Mày bỏ ra. Ui. Đấy. Trời ơi. Tả từ từ thôi. Ôi chết rồi, con của mình khó lên rồi. Tạ rồi. Ra đâm nhanh đi. Đại trà này của mình đeo sáo nên là phải đi đâm anh em ạ. Mang ra đây đừng buông. Ui, giờ đại trà này của thằng trưởng Nhà Châu lên nhở. Ôi, có ông Ba Bồ không lên à? Ủa, giật nhẹ thôi. Giờ đấy là đâm ra đây đừng buông nữa. Đây anh em nhìn con của mình nhá, nào đâm. Lên rồi. Ôi ngoái lắm. Chết rồi. Phải đang dây nặng anh ạ. Hết dây rồi. Tập trung vào video đi. Ô này, anh ơi, giờ con Ba Bồ vẫn lên này anh em ơi. Ôi, giờ mình ngoáy rồi. Càng rồi. Mấy anh kia là không có tưới mày nghe. Ôi anh em ơi, nhìn này. Chết rụng rồi. Em ơi, em đang nhặt cái giờ đó. Đây các bạn ơi. Lâm ơi, mày quặn xuống đi. Kéo xuống. Ui, con diều này lên không này. Kéo khét lẹt luôn. Ui giời, thử gì. Ok của anh nhỉ. Giờ này là đỉnh của trời. Xa ra đi, xa ra. Bây giờ em phải lên ra là hai người sẽ thua và em sẽ thắng. Đây à. Có chút sai sót gì đấy. Nào đâu đi. Đây, cho cái dèo gãy nó buông dây này. Còn anh giờ đấy thì cho cái dây đâu đó. Để mình buông thử dèo của cô em nào. Đưa đây. Mang ra đây Lâm ơi. Ôi, góc. Mang ra đây.
mang về đi em ơi. Chết rồi. Đấy con này nó còn lên. Các con về. Để mình con đi. Để mình xem con của trưởng này sao lại lên thế. Rồi đứng. Đứng không này. Trời ơi. Con của trưởng này lên đứng lắm. Mà con đại trà này nó không hề nghịch luôn. Ôi. Rơi người ta. Quận ấy từ anh là sẵn. Ôi. Đấy nhanh nha, cho các bạn xem con đại trà này của em trưởng nhá. Rất là lên luôn này, nhìn này. Ui. Con này làm bằng con này làm bằng nan dừa anh em nhá. Kìa. Ôi, giăng dây rồi. Chạy lên gỡ ra em. Rồi, con đi đây. Này, con này làm đặc biệt bằng nan dừa anh em nhé. Và cáp quang này. Cáp quang 2 ly và cáp quang 3 ly. Đấy, nan dừa táp rất chắc chắn mà con này rất là lên nhá. Nhẹ tanh luôn. Đuôi. Đuôi bằng vải. Đuôi này thì bằng vải, đuôi này thì bằng dừa này bằng ni lông. Lên nhờ. Ủa. Lên rồi. Nhẹ lên rồi nhá. Ui. Rất là dễ lên luôn. Em mày quặn tranh con ấy ơi. Quặn tranh con đuôi đi vào. Ủa. Này chịu gió lắm. Ủa. Nan dừa này, con này phải cái lá nan dừa ấy là phải lấy con lại già già ấy. Chứ còn non quá là làm nó khó. Như con này của em này là lấy bằng nan dừa chắc là non nên là trông nó mềm này. Nó dễ gãy. Như con này nhìn trông chắc chắn như này mà. Nam ấy. Mày chết rồi. Mình sẽ giữ con mình lên anh em nhá. Ở đây nhà dưa em. Thế hôm nay là mình vô địch nha. Đấy. Hôm nay thì trưởng nhà Châu đã giành chiến thắng rồi. Còn con này của mình thì không biết hiểu tại sao hôm nay lại khó lên đến vậy. Sáo nặng. Cái thứ nhất là sáo nặng, cái thứ hai là nó quá ngảnh nhỉ. Ô, sao lại ngảnh như vậy? À, đã tìm ra lý do. Khả năng là vừa nãy do mình cầm nên là nó bị chạy mèo. Đấy, anh em chỉ thế này thôi. Lại quay về đấy rồi. Thôi em nha, hôm nay chấp nhận thua vậy. Hôm nay thua em trưởng Trà Châu rồi. Anh thua em rồi. Bây giờ anh thế giả. Hôm nay là em sẽ quay video là anh nhỉ. Hôm nay em sẽ tặng cho anh. Được quá nhỉ. Thằng em tặng cho mình con dèo này. Ok, mình lấy luôn. Ok nhá, video đại trà của mình, solo đại trà của mình thì trưởng thắng rồi anh em nhé. Con này của mình về mình phải sửa lại thôi. Không hiểu sao hôm nọ thì lên thế mà hôm nay lại gặp con này phát là bị thua anh em ạ. Ok anh em, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký anh em ạ. Bye bye, xin chào tất cả. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.